Thank you.
Con tên gì? Con tên mẹ. Mẹ tên gì? Mẹ tên mẹ.
xin gỗ phải sữa nhá. Ừ. Một tiền phải đi xin. Thank you.
Bình-mon này. Bình-mon đây. Mẹ đâu? Bình-mon. Mẹ kìa. Mẹ đang làm kìa. Đi vào đây nào. Cô làm gì đây? Tôi cắt bỏ đi xong cho nó mát nhé. Con ơi, có nước của con đâu? Anh uống nước. Ừ, này, mà lấy ba táo rồi không? Mình sợ. Bà ngoại bà thì con mua cái gì cho cô à? Con mua gì ạ? Con mua cái gì ạ? Đây hết à? Hết à? Cho cô ăn, cho cô đi. Em xin nhau, hai chị em xin nhau ăn đi. Con biết sai của cô mà mới vừa đấy. Thôi, con đi cho hay nha, chị đi chơi đi. Bác bánh cái kia nhá. Con dọn như thế này đi. Hai chị em đi ra ngoài chơi đi nhá, để ba làm cho cô nhá. Phá không?
đây. Con làm sao đây? Con bé nó bị sốt rồi. Sốt à? Sốt rồi. Chị về rồi, chị ốm rồi. Chào bác nhé, bác về rồi. Chào con đi.